Điện Kremlin bác tin đồn về âm mưu ám sát Tổng thống Nga Putin. Ngày 15 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin trên báo chí phương Tây về một nỗ lực ám sát Tổng thống Vladimir Putin. Thông tin về vụ tấn công vào đoàn xe hộ tống nhà lãnh đạo Nga khi đang trên đường trở về khu dinh thự Tổng thống được đưa lên Telegram ngày 14 tháng 9, sau đó được báo Anh The Sun đăng tải. Khi được hỏi liệu những bài báo như vậy có cơ sở thực tế nào không, ông Peskov nói không. Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tin đồn về việc ám sát ông Putin hoặc ông bị bệnh nan y. Hồi tháng 7, đại diện Kremlin cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn về sức khỏe của tổng thống Nga, khẳng định rằng ông vẫn khỏe mạnh và không mắc bệnh nghiêm trọng như đồn đại.